Alo, 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 alo. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2024, tức ngày 12 tháng 4 năm Giáp Thìn. Hòa với niềm vui chung của tất cả những người con Phật trên khắp năm châu và mọi miền đất nước đang hân hoan hướng về ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Vào giờ này, ban tổ chức chúng con nhận thấy chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu và quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã vân tập về trước nơi chánh điện để chứng minh, tham dự và cử hành các nghi lễ trong buổi lễ hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được kính chúc chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử gần xa được mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, luôn được an lành trong ánh từ quang của Phật Pháp nhiệm màu. Cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc. Cầu nguyện cho chúng sinh được giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, giải thoát khỏi phiền não, khổ đau sinh tử luân hồi trong tam giới. Ban tổ chức chúng con xin được thông qua chương trình của buổi lễ Phật Đản như sau. 1. Sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới. 2. Tụng kinh chúc phúc. 3. Nghe giảng Phật Pháp về ý nghĩa ngày Phật Đản. 4. Tụng kệ Phật Đản. 5. Nhiễu tắm Phật. 6. Đặt bát cúng dường trai tăng và thọ trai. Đó là những nội dung chính của buổi lễ Phật Đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 sẽ được diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Vào giờ này, ban tổ chức nhận thấy có các đồng chí trong ban lãnh đạo thôn La Nguyễn cũng hoan hỷ về tham dự buổi lễ Phật Đản tại chùa Phúc Minh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Thiện, trưởng ban công tác mặt trận thôn La Nguyễn và đồng chí Trịnh Văn Quỳnh, trưởng thôn La Nguyễn cùng về tham dự buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Thiện, trưởng ban công tác mặt trận thôn La Nguyễn có những bó hoa tươi thắm dâng lên chúc mừng Phật Đản. Ban tổ chức xin chúng con xin cung thỉnh sư Thanh Minh, trụ trì chùa Phúc Minh lên nhận hoa. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp xương minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Dù trải qua hơn 2600 năm lịch sử với biết bao nhiêu thăng trầm biến thiên của thời thế,
nhưng những lời dạy về đạo đức tâm linh, về con đường đi đến giác ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ đau sinh tử của Đức Phật vẫn còn tồn tại mãi với thời gian, vẫn là ánh sáng soi đường cho chúng sinh ra khỏi si mê tăm tối, ra khỏi đời sống tục trần, tội lỗi khổ đau, để con người sống với nhau bằng tinh thần từ bi bác ái, bằng trí tuệ vô ngã vị tha, bằng tất cả tấm lòng thành kính tri ân Đức Phật Đà đã trải qua vô lượng ức kiếp thực hành Bồ Tát đạo để tìm ra con đường giải thoát khổ đau, để dẫn dắt chúng sinh xa lìa vô minh đến Niết Bàn an vui giải thoát. Hôm nay tại chánh điện chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hàng tứ chúng tăng ni Phật tử trang nghiêm thành kính tổ chức nghi lễ kính mừng Phật đản để tưởng nhớ về ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh dưới gốc cây vô ưu tại vườn Lâm Tỳ Ni, ngày Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi La dưới hai hàng Sa La Song Thọ. Vào giờ này, tất cả thiện nam tín nữ Phật tử chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng, đồng tâm trí. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng tư âm lịch thì tất cả những người con Phật đều tưởng nhớ, đều kỷ niệm, đều ôn lại cái cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã ra đời, đã đi xuất gia, đã chứng thành Phật quả, đã thuyết giảng giáo pháp, đã nhập Niết Bàn, và Ngài đã để lại giáo pháp giác ngộ, giáo pháp giải thoát, giáo pháp dẫn dắt chúng sinh ra khỏi khổ đau sinh tử. Và hôm nay ở tại chùa Phúc Minh cũng kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Và vào giờ này thì sư sẽ giảng một bài pháp để tưởng lại, để ôn tập lại về cuộc đời, về đạo hạnh và về trí tuệ của Đức Phật. Tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc thành Ca Tỳ Na Vệ, đông bắc Ấn Độ, thì vào ngày rằm tháng tư, Hoàng hậu Ma Gia trên con đường đi từ thành Ca Tỳ Na Vệ trở về quê hương Cô Ni Gia và đã đản sinh Đức Phật dưới gốc cây Vô Ưu. Và khi Đức Phật ra đời, Ngài có thể bước đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen và nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, hay là trên trời dưới đất ta là bậc tôn kính nhất, đây là kiếp sống cuối cùng và sau đời này không còn đời sống nào nữa. Đó là thông điệp của sự kiện đản sinh, đó là cái lời nói của một vị Bồ Tát đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, thực hành các hạnh ba la mật, viên mãn các ba la mật, và cái kiếp cuối cùng sinh ra đời là để tu hành trở thành một vị Phật chánh đẳng giác để phổ độ chúng sinh đi đến giải thoát khổ đau. Với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì các nhà tiên tri đã tiên đoán rằng với một con người có những đức tướng như vậy thì sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, hoặc đó sẽ là một vị Phật chánh đẳng giác ở tương lai. Và khi Đức Phật, khi vị Bồ Tát Siddhartha ấy sống ở trong cung vàng điện ngọc, là con trai của một vị vua trị vì vương quốc Ca Tỳ Na và hoàng hậu Ma Gia,
được hưởng tất cả những cái hạnh phúc, những cái lạc thú, những niềm vui ở trên vương quyền, ở trên địa vị cao sang. Nhưng mà với cái tâm hồn thoát tục, với cái chí nguyện xuất trần, với cái tâm không đắm nhiễm vào những cái thế gian thường tình, cho nên năm nên 7 tuổi khi theo vua Tịnh Phạn ra ngoài đồng để làm lễ tế lễ thần linh, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho mùa màng tươi tốt, vị thái tử Siddhartha đã cảm nhận được cái nỗi thống khổ trên cuộc đời, với cái nhìn nhận, với cái sự quan sát thế gian này vui ít khổ nhiều, cái sự phiền não, sự khổ đau, cái sự tàn sát lẫn nhau giữa các cái loài sinh vật sinh sống ở trên thế gian này, đó là một cái cảnh tương tàn tương sát. Chính vì có cái sự thức tỉnh, có cái sự quan sát, có cái sự nhìn nhận về cái nỗi thống khổ trên cuộc đời, vị Bồ Tát ấy đã không có cái sự hân hoan thích thú đối với những niềm vui ở trên thế gian, và ngay tại gốc cây, trên nơi ngồi ở dưới gốc cây hồng táo ấy, thì Thái tử Siddhartha đã trú trên hơi thở, đã nhập vào trạng thái của sơ thiền, ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Và sau này, khi vị Bồ Tát Siddhartha lớn lên, mặc dù Ngài đã thông thạo tất cả những học vấn ở trên cuộc đời, và khi đi quan sát những cái cảnh ở ngoài thế gian, Ngài thấy một người già, một người bệnh và một người chết, Ngài đã thức tỉnh ra cái sự vô thường giả tạm trên cuộc đời, cái sự vô ngã, cái sự không có tất cả mọi thứ ở trên thế gian, nó không thuộc về ta, không phải là ta, không phải của ta, mà nó chỉ thuận theo cái quy luật vô thường sinh diệt, có đến, có đi. Và vị Bồ Tát ấy đã cảm có cái sự buông xả hơn, có cái sự thức tỉnh hơn về cái con đường đời, và cái con đường phải đi tìm ra một cái con đường để giải thoát những cái nỗi khổ đau trong sinh tử. Và hình ảnh một cái vị đạo sĩ, một cái vị sa môn ngồi thiền định đã thức tỉnh vị Bồ Tát về cái con đường giác ngộ, về cái con đường giải thoát, phải là cái con đường tu tâm, phải là cái con đường thoát tục. Vì vậy cho nên Bồ Tát đã quyết định từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cái đời sống vương quyền, từ bỏ tất cả những cái danh vọng chức quyền ở thế gian, từ bỏ cái đời sống ngũ dục tục trần này, và dấn thân đi tìm cái con đường giác ngộ, tìm ra cái con đường giải thoát khổ đau sinh tử. Bước đầu thì Bồ Tát Siddhartha sau khi từ bỏ hoàng cung cùng với một cái người đánh xe Sa Nặc Chanda, trên lưng ngựa kiền chắc vượt qua cái dòng sông Anoma, ở tại đấy Thái tử Siddhartha đã dùng cái thanh kiếm cắt mái tóc xanh và phát nguyện tu hành, nếu không thành đạo ta sẽ không trở về thế gian. Rồi vị Bồ Tát đã một mình lặng lẽ đi vào chốn rừng sâu, đi đến một cái nơi xa xôi để trên cái con đường hành đạo, vị ấy trở thành một vị đạo sĩ, trở thành một cái người xuất gia. Và bước đầu vị Bồ Tát Siddhartha đã đi tầm sư học đạo, tìm đến những cái vị thầy có những cái đạo hạnh thâm sâu, đó là các cái vị thầy để học những cái pháp môn về thiền định. Đến vị thầy thứ nhất và Thái tử đạo sĩ Siddhartha đã học những cái pháp thiền định,
từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Và đó là cái pháp thiền cao nhất mà vị thầy ấy có thể truyền dạy. Rồi vị Bồ Tát đã không hài lòng, không thỏa mãn với cái sự chứng đắc. Và vì cái sự chứng đắc ấy chưa đoạn trừ hết những kiết sử, những phiền não, chưa giải thoát khỏi khổ đau, vì ấy lại tiếp tục học thiền với vị thầy thứ hai và chứng đến cái tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì ở cái tầng thiền này cũng chưa đoạn trừ được phiền não, chưa giác ngộ được chân lý, chưa chấm dứt khổ đau. Và Bồ Tát Siddhartha lại tiếp tục tu tập một mình, trải qua 6 năm ở bên cái bờ sông Ni Niên Thiền, đã thực hành khổ hạnh. Thực hành theo cái hạnh ăn ít, thực hành theo cái nối tu khổ hạnh, cái sự tinh tấn, nỗ lực hết mình để chế ngự những phiền não, để đoạn trừ những phiền não. Nhưng trải qua 6 năm tu khổ hạnh, vì cái sự tinh tấn quá độ, vì cái sự khổ hạnh quá độ, vì cái con đường tu hành quá gian khổ ấy đã làm cạn kiệt sức lực, cho nên vị Bồ Tát đã không chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Và sau khi nghe được cái tiếng đàn của vua trời Đế Thích, Bồ Tát đã ngộ ra con đường trung đạo, đó là cái con đường tu tập không quá khổ hạnh ép xác, mà cũng không có quá là rể ruôi, không quá hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian. Đó mới là cái con đường có thể đi đến cái sự giác ngộ viên mãn. Và Bồ Tát đã từ bỏ lối tu khổ hạnh để thực hành theo trung đạo, ăn uống cho đủ sức lực, để cho cơ thể có cái sức khỏe đủ để thực hành giáo pháp. Và Bồ Tát đã thực hành theo con đường trung đạo ấy, rồi Ngài đến dưới cội cây Bồ Đề và thực hành pháp thiền chỉ quán. Thì Bồ Tát đã tưởng nhớ lại cái năm lên 7 tuổi mình đã từng thực hành pháp thiền hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, và đó cũng là cái con đường có thể đi đến cái sự giác ngộ giải thoát. Với cái niềm tin như vậy, vị Bồ Tát đã nhập vào các cái trạng thái của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy. Thì ác ma đã đến cuối phá, nhưng với cái tâm bất động, với cái tâm định tĩnh thâm sâu, cho nên Bồ Tát đã không bị dao động, không bị hoảng hốt, không bị bất an, cho nên vẫn kiên tâm, vững chí và tiếp tục thực hành cái thiền định tâm sâu. Sau khi đã chiến thắng được ác ma cuối phá, thì Bồ Tát lại tiếp tục an trú ở trong thiền định ấy, rồi Ngài với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng ấy đã hướng tâm về được các kiếp sống quá khứ của mình, thành tựu được túc mạng trí. Thì với một người mà bằng cái tâm bình thường của mình bị nhiều những cái phiền não chi phối, mình không thể nhớ lại được những kiếp sống quá khứ, cho nên ở trên đời người ta có nhiều cái tư tưởng, có người cho rằng chết rồi là hết. Có người thì cho rằng chết rồi sẽ có một cái linh hồn, nó đi ra khỏi thể xác và nó sẽ có một cái cuộc sống mới. Đó là cái cuộc sống ở cái cõi âm, và cái cuộc sống ở trần gian này là cái cõi dương thế. Và tất cả những cái quan điểm ấy, những tư tưởng ấy, đều là tà kiến, đều là sai lầm, vì người ta không nhớ lại kiếp sống quá khứ, người ta không biết rằng có những cái vòng luân hồi tái sinh. Nhưng với một người có thể an trú vào cái trạng thái của tâm định tĩnh thâm sâu, thì vì ấy có thể nhớ lại được những kiếp sống quá khứ của mình. Cũng như vậy, Bồ Tát đã nhớ lại những đời sống quá khứ trước khi
sanh xuống cái cõi nhân gian này, Ngài là một cái vị chư thiên ở cõi trời đâu suốt, là một vị Bồ Tát hộ minh, đã trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, tích lũy các ba la mật, phát nguyện tu hành Bồ Tát đạo, phát nguyện sẽ chứng ngộ chánh đẳng giác. Và những cái kiếp sống quá khứ ấy đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp, nhiều A Tăng kỳ kiếp. Với cái tâm định tĩnh thâm sâu, vị Bồ Tát có thể nhớ lại được rất nhiều kiếp quá khứ của mình. Rồi cũng cái tâm định tĩnh thuần tịnh thâm sâu ấy, vị Bồ Tát có thể hướng tâm đến các cái cõi sống khác nhau, biết rằng chúng sinh này chết ở cái cõi này, sinh về cõi kia, tùy theo những cái nghiệp thiện ác của mình. Những chúng sinh nào khi sống ở trên đời tạo nhiều những cái tội lỗi ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói những cái lời độc hại, nói những cái lời chia rẽ, nói những cái lời phỉ báng, nói những cái lời thô tục, nói những cái lời phù phiếm, có tà kiến, tạo những cái ác nghiệp theo tà kiến, phỉ báng các bậc thánh, thì sau khi chết phải đọa xuống địa ngục, đọa làm súc sinh, sinh làm quỷ đói. Và những chúng sinh nào khi sống ở trên đời tạo những cái thiện nghiệp từ thân khẩu ý, không có tà kiến, không có tạo làm những cái việc tội lỗi, có tàm quý, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, hoan hỷ trong những thiện nghiệp, tinh tấn thực hành những thiện pháp, biết tu tâm để đoạn trừ những phiền não, thì những chúng sinh ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi này, thiên thú cõi đời, và có thể chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Cũng như vậy, nhưng mặc dù vì ấy có thể nhớ đến các đời sống quá khứ, có thể thấy các cái cảnh giới, các cõi sống khác nhau, những chúng sinh luân hồi về các cái cõi sống khác nhau như vậy, bằng chính cái tuệ giác, bằng chính cái trí tuệ thâm sâu, bằng cái tâm định tĩnh thuần tịnh của mình. Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là sự giác ngộ, đấy vẫn chưa phải là sự giải thoát. Mà cái sự giác ngộ, sự giải thoát ấy, nó cần được đoạn trừ những cái cấu uế phiền não, nó cần đoạn trừ được tham sân si ngủ ngầm ở trong tâm. Và vị Bồ Tát đã tiếp tục quan sát để thấy ra được rằng đâu là cái cội nguồn của cái vòng khổ đau sinh tử. Tại sao ta lại có cái thân năm uẩn sinh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não này? Với cái tâm định tĩnh ấy, phân tích ra cái thân này, nó có sắc thân, đất nước nửa gió, nó có các cảm thọ vui buồn sướng khổ, nó có các cái tư tưởng, tưởng nhớ lại các cái cảnh lục trần, sắc thanh hương vị xúc, nó có các cái hành, thân hành, khẩu hành, ý hành, các cái hành thiện ác ấy, nó để lại những cái nghiệp thiện ác, nó có rồi, nó cho cái quả thọ, những cái cảm thọ khổ vui. Rồi nó có những cái nhận thức, những cái thức để nhận biết những cái cảnh trần khác nhau. Vậy thì cái thân này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Thì với một cái người phàm phu không có biết những cái giáo pháp, không được nghe giảng những cái giáo pháp chân chính, thì sẽ có cái tham ái, có cái chấp trước cho rằng sắc thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Còn đối với những bậc đa văn thánh đệ tử, sau khi được nghe giảng giáo pháp thì sẽ biết được cái thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Vậy thì khi mà có cái thân năm uẩn này thì sẽ có già, có bệnh, có chết, có khổ đau sinh tử. Thì dù cái thân năm uẩn này nó là thân người, hay nó là thân chư thiên, hay nó là thân phạm thiên, hay là thân của các loài bàng sinh,
hay là thân của ngã quỷ, hay là các chúng sinh ở dưới địa ngục, thì đã có cái thân này là sẽ có những cái nỗi khổ đau. Cái mức độ khổ đau tùy theo những cái nghiệp thiện ác khác nhau, nhưng chưa thể thoát khỏi khổ đau nếu như ngày nào mình còn luân hồi, còn tái sinh trong tam giới. Và cái nguyên nhân, cái cội gốc, cái cội nguồn của cái, những cái sự khổ đau ấy là do mình có những cái tham ái, do mình có những chấp thủ, do có những cái nghiệp thiện ác, do có những cái hành nghiệp dẫn đi tái sinh. Vì vậy, để truy tìm cái nguồn gốc của cái sự khổ đau ấy, phải quán sát theo cái pháp nhân duyên. Cái này có thì cái kia có, do có những cái hành nghiệp cho nên mới có cái thức đi tục sinh, đi tái sinh luân hồi. Do có chấp thủ cho nên mới có những cái nghiệp thiện ác ấy. Do có tham ái thì có chấp thủ, do có thọ thì có ái, do có xúc thì có thọ, do có lục căn lục trần thì sẽ có cái sự tiếp xúc, do có cái danh sắc cho nên có sáu căn sáu trần, do có thức nên có cái danh sắc, do có cái thức đi tục sinh, do có hành, do có những cái nghiệp mà mình đã tạo từ trong những kiếp quá khứ cho nên mới dẫn một cái tâm thức đi luân hồi. Và do có những cái vô minh, do có những cái sự hiểu sai, do không có trí tuệ, không có sự hiểu đúng, không có chánh tri kiến, không có sự nhận thức đúng, cho nên mới tạo ra những nghiệp thiện ác khác nhau. Vì vậy cho nên để chấm dứt cái vòng khổ đau sinh tử thì cần phải có trí tuệ. Trí tuệ sẽ nhận thức ra sự thật thì vô minh sẽ tiêu trừ. Khi vô minh diệt thì hành diệt. Khi hành diệt, thức diệt, danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ, hữu sinh não tử dạ chết sầu bi khổ ưu não cũng diệt. Thì đó là cái sự diệt tận của cái dòng tái sinh khổ đau này. Và đó chính là cái trí tuệ giác ngộ Đức Phật và vị Bồ Tát đã quán sát cái pháp duyên khởi theo cái chiều thuận ngược như vậy để thấy ra được cái nguyên nhân của cái sinh tử và cái cội gốc của cái sự chấm dứt sinh tử. Từ ấy ngài thấy ra được cái tính vô thường, cái khổ, cái vô ngã ở trên cái thân tâm năm uẩn này, và chính vì vậy mà đoạn trừ, mà chấm dứt được khổ đau. Vậy con đường đi đến đoạn trừ, chấm dứt được cái vòng tái sinh ấy là phải có nhận thức đúng, phải có suy xét đúng, phải có cái tư duy đúng, và phải có những cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, phải từ bỏ những cái ác nghiệp, phải thành tựu những thiện nghiệp ở thân, ở khẩu, ở ý, phải tinh tấn thực hành chánh niệm tỉnh giác, và phải có cái tâm định tĩnh thuần tịnh, phải có tâm thanh tịnh, phải có cái trí thanh tịnh, và phải đoạn trừ được những hoài nghi, và phải có được cái chánh tri kiến, và phải có được chánh trí thì sẽ có được cái chánh giải thoát. Vì vậy cho nên khi Đức Phật giác ngộ ra được bốn sự thật, đó là đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến diệt khổ, thì lúc ấy ngài đã đoạn trừ được tất cả những vô minh, những tham ái, những chấp thủ, những phiền não ở trong tâm, và lúc ấy ngài thành tựu được nậu tận trí, đoạn trừ hết tất cả phiền não, phải biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt cái gánh nặng sinh tử xuống, đã đoạn trừ hết tất cả những kiết sử phiền não, đã chính trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau với cái trí tuệ đó là trí tuệ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, trí tuệ toàn giác. Và lúc ấy ngài trở thành một bậc Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kể từ lúc ấy ngài trở thành một vị Phật chánh đẳng giác.
Và cái bổn phận, cái nhiệm vụ tiếp theo của một cái vị Phật chánh đẳng giác, đó là Ngài sẽ tuyên giảng giáo pháp, thuyết giảng giáo pháp để dẫn dắt tất cả những chúng sinh khổ đau, thoát khỏi khổ đau. Vậy nên là cái kỷ niệm mà Đức Phật đã đản sinh xuống cõi nhân gian, và cái ngày rằm tháng tư cũng là cái ngày mà Đức Phật đã thành đạo dưới cội Bồ Đề. Đó là cái ngày mà Ngài đã tu thành chánh quả, tu thành chánh đẳng giác trong tương lai. Sự kiện thành đạo của Đức Phật đã làm chấn động đất trời, và một vị Phật đã chính thức ra đời và đã viên mãn những cái ba la mật, đã viên mãn cái trí tuệ. Và sau khi trải qua 7 ngày 49 ngày, 7 tuần lễ, Ngài vẫn còn lưu lại ở dưới xung quanh cái cội Bồ Đề ấy. Rồi đến ngày thứ 49, có hai vị thương nhân đã đến cúng dường Đức Phật một bữa ăn đầu tiên. Trải qua 49 ngày từ khi thành đạo, Ngài không ăn uống, và đó là cái bữa ăn đầu tiên. Rồi hai vị ấy xin 8 sợi tóc về để xây tháp phụng thờ, và đó là xá lợi tóc của Đức Phật vẫn được tôn thờ ở bảo tháp Seragong thuộc Miến Điện ngày nay. Và hai vị ấy đã xin quy y Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật, chỉ có Đức Phật và giáo pháp, và đó là hai cái vị đệ tử, hai cái người cư sĩ Phật tử đầu tiên đã quy y Phật. Rồi Đức Phật đã từ cái cội Bồ Đề đạo tràng ấy, Ngài bộ hành đi về cái thành, đi về cái vườn Lộc Uyển. Nơi ấy có 5 người bạn đồng tu, đó là 5 anh em ông Kiều Trần Như đã cùng tu hành với đạo sĩ Siddhartha. Và sau khi thấy Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh, 5 người bạn ấy đã từ bỏ Ngài đi đến cái vườn Lộc Uyển và đang tu tập ở nơi ấy. Thì trải qua hơn 1 tháng bộ hành từ cái Bồ Đề đạo tràng ấy đến cái vườn Lộc Uyển, và Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp, chuyển vận pháp luôn, khai giảng giáo pháp, thuyết giảng giáo pháp ở tại cái vườn Lộc Uyển để hóa độ 5 anh em ông Kiều Trần Như. Và giáo pháp của Đức Phật, cái pháp mà Đức Phật khai giảng, Đức Phật thuyết giảng, đó nói về 4 sự thật: đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Và đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, và đây là đạo các ông nên tu. Đó là 4 chân lý, 4 thánh đế, 4 sự thật. Đó cũng là cái nội dung, đó cũng là cái tư tưởng cốt yếu của đạo Phật. Khi một cái người nào có thể giác ngộ ra 4 sự thật này, một cái người có thể thức tỉnh được 4 sự thật, thấy ra được 4 sự thật, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được phiền não, sẽ chấm dứt được khổ đau. Vì khi mà trên cuộc đời này thì có rất là nhiều những niềm vui và những cái nỗi khổ đau. Và với một cái người không có chánh tri kiến thì người ta sẽ thấy những cái tà kiến, cái khổ thì cho là vui, cái vô thường thì cho là thường, cái vô ngã thì cho là có tự ngã, cái bất tịnh thì cho nó là tịnh. Đó được gọi là vô minh, đó được gọi là cái sự mê lầm, đó được gọi là cái vì vậy nó sinh ra những tham ái, sinh ra những chấp thủ, sinh ra những chấp trước ở trên cuộc đời. Và người ta chấp này, cái thân này, thân nam uẩn này,
là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Và người ta sẽ chấp với những cái cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc này, chạy theo những cái sự hấp dẫn, những cái vẻ đẹp ở bên ngoài. Vì người ta không thấy được cái sự nguy hiểm, không thấy được cái sự hạ nhiệt, không thấy được cái sự ô nhiễm của những cái cảnh ngũ dục ở thế gian. Người ta không biết được rằng là chỉ vì những cái sự tham ái, chỉ vì những cái tham dục ấy mà bao nhiêu những cái cảnh tàn sát ở trên thế gian, chiến tranh, dịch bệnh, những thiên tai, những khổ đau, những sầu bi ưu não ở giữa con người với con người đã sinh ra rất nhiều những cái sự tàn sát lẫn nhau. Còn Đức Phật tuyên bố rằng vì khi nào ta thấy được vị ngọt của các sắc thanh hương vị xúc pháp và thấy được sự nguy hiểm của các cái cảnh dục trần ấy, thấy ra được cái sự suốt ni đối với các dục ấy. Chừng nào ta chưa thấy như vậy thì ta chưa tuyên bố ta là bậc chánh đẳng giác. Vậy nên là vì một cái người phàm phu không có nghe giáo pháp, cho nên chỉ thấy được cái vị ngọt ở trên đời, thấy được mình có cái thân này và mình nghĩ rằng thân này là có những cái hạnh phúc. Khi mà mình chạy theo những cái cảnh trần, những cái tham dục ở bên ngoài, còn Đức Phật thì thấy rằng những cái tham dục ấy vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Vậy nên Ngài mới thấy ra được cái đây là khổ, cái sắc này là khổ vì nó phải có già, phải có bệnh, phải có chết. Cái thọ này là khổ, hành cái thức này, cái tưởng này, cái thân nam muộn này là khổ bởi vì nó vô thường, bởi vì nó sinh diệt, bởi vì nó giả tạm, bởi vì nó mong manh. Đó là cái chân lý. Nếu như một cái người có cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng thì sẽ thấy ra được cái tính sinh diệt đấy ở trên cái thân tâm năm muộn và ở trên tất cả những cảnh trần. Nó luôn luôn trong trạng thái sinh diệt không ngừng nghỉ, nó luôn luôn có cái sự đổi thay không ngừng nghỉ. Như mình có thể nhìn lên bầu trời thấy những cái đám mây trôi và nó luôn luôn biến hình, biến tướng từ cái hình ảnh này, rồi nó lại tụ, nó lại tán ra thành những cái cảnh khác, những hình tượng khác. Như vậy, với một cái người khi mà có cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng thì sẽ thấy tất cả những cái vạn vật ở trên thế gian này nó cũng thế, nó cũng có tụ, có tán như vậy. Cái thân năm uẩn này, cái thân tứ đại này nó cũng vậy. Nó được sinh ra, nó được tồn tại, nó được nuôi lớn nên từ đất, từ nước, từ lửa, từ gió, và nó luôn luôn có cái sự trao đổi, nó luôn luôn có cái sự đổi thay, nó luôn luôn có cái sự vay mượn. Và vì một cái người phàm phu u mê thì chấp trước nó là ta, là của ta. Còn với một bậc đa văn thánh đệ tử thì thấy ra được những cái sự đổi thay ấy, thấy ra được cái sự vay trả ấy, thấy ra được cái sự giả tạm ấy, thấy ra được cái sự sinh diệt ấy. Cho nên ni tham, cho nên diệt trừ được tham ái, cho nên diệt trừ được chấp trước. Và cái người tuệ giác được như vậy, tuệ quán được như vậy, niễu chi được như vậy, tỏ tường được như vậy thì mới được gọi là giác ngộ. Giác ngộ ấy là cái sự thức tỉnh, là cái sự thể nhập đối với cái chánh trí như vậy. Thì đó là giác ngộ sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh ra khổ, là tất cả những nỗi khổ đau trên cuộc đời, những cái nỗi khổ thô thiển hay là những cái nỗi khổ vi tế đều do những cái phiền não, đều do những cái vô minh tham ái và chấp trước của chính mình, của chính nội tâm mình, chứ không phải những cái nỗi khổ ấy nó đến từ ngoại cảnh, nó đến từ một cái tha lực, từ một cái thế lực, từ một cái đấng có thần lực nào cả. Không có ai làm khổ ai, không có ai ban cho cái hạnh phúc cho ai, mà chỉ có cái tâm của ta nó hướng tà, hướng chánh, nó hướng thiện thì nó hướng đến cái sự an này, nó hướng ác, nó hướng đến những ô nhiễm hạ nhiệt
thì nó hướng đến khổ đau mà thôi. Cội nguồn cái sự khổ đau là do tâm, với cái tâm hạ nhiệt, có nhiều phiền não ô nhiễm thì mình sẽ chịu nhiều cái nỗi khổ thô thiển như đọa xứ địa ngục, ngã quỷ súc sinh, những chiến tranh, những dịch bệnh, những thiên tai, những cái nỗi khổ sinh già bệnh chết, những cái sầu bi ưu não. Còn nếu như cái tâm của mình có cái sự thanh tịnh hơn, ít phiền não hơn, ít ô nhiễm hơn thì đau khổ sẽ ít hơn. Còn chỉ khi nào chấm dứt hết phiền não, đoạn trừ hết phiền não, không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn ngã mạn, không còn tật đố, không còn những cái hờn giận hơn thua, thì lúc ấy mới chấm dứt khổ đau. Và đó là giáo pháp của Đức Phật, đó là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, đó là cái tư tưởng của Đức Phật, và đó là tất cả những gì Đức Phật giảng dạy, Đức Phật giảng thuyết. Đức Phật đã mở ra cái giáo pháp ấy để cho mọi người thức tỉnh ra các sự thật, để cho mọi người giác ngộ ra các sự thật, để cho tất cả chúng sinh đoạn trừ được những phiền não trong chính nội tâm của mình, để cho tất cả chúng sinh đi đến Niết Bàn, chấm dứt cái sự khổ đau sinh tử. Thì Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp về các sự thật như vậy, thì những ai có đủ trí tuệ để thấy sự thật ấy, để thể nhập với sự thật ấy, thì đều trở thành một bậc giác ngộ như Đức Phật. Khi Đức Phật giác ngộ, Ngài có túc mạng trí, nhớ lại những đời sống quá khứ, Ngài có thiên nhãn trí để thấy được cái sự sinh tử về những cảnh giới cõi sống khác nhau. Ngài có nậu tận trí, biết rằng mình đã đoạn trừ hết phiền não, đã chấm dứt khổ đau. Thì Đức Phật cũng giảng dạy để cho người khác có được những cái trí tuệ giác ngộ ấy như mình. Đó là cũng có một bậc giác ngộ như Đức Phật thì cũng có túc mạng trí, thiên nhãn trí và nậu tận trí như vậy. Đức Phật thành tựu được cái gì? Ngài cũng chỉ dạy, Ngài cũng dẫn dắt cho các hàng đệ tử của mình cũng thành tựu được những cái sự giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ đau như chính bản thân mình. Như một cái người đã tìm ra được một cái con đường đi đến an vui, và cái người ấy vì cái lòng từ ái, vì cái lòng thương xót, cho nên đã chỉ dẫn, đã chỉ đường cho những cái người đang lạc đường, đã chỉ đường cho những cái người chưa biết đường. Và những người ấy có niềm tin, có đi theo cái con đường ấy sẽ đến được cái sự an vui, đến được cái nơi an toàn, đến được cái nơi thoát khỏi những cái khổ nạn, thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, thoát khỏi cái sự nầm đường lạc lối. Thì cũng như vậy, Đức Phật đã thấy được cái con đường ấy, cái con đường ấy mà các bậc chánh đẳng giác trong quá khứ đã đi qua. Rồi đến nay Đức Phật đã tìm lại cái con đường ấy, và Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh đi tiếp tục đi trên con đường ấy. Ấy chính là con đường bát chánh đạo, là cái con đường mà mình cần phải thân cận những bậc thiện tri thức để nghe giảng Phật Pháp, để ghi nhớ Phật Pháp, để suy tư về Phật Pháp, và để thay đổi những cái hành động, thay đổi những cái lời nói, thay đổi những cái việc làm, và để tinh tấn, để thực hành theo cái lời dạy ấy, để viên mãn về đức hạnh, để viên mãn về trí tuệ của chính bản thân mình. Thì Đức Phật là một bậc đã viên mãn về những cái đức hạnh ấy, cho nên Ngài cũng dạy cho mọi người cần phải sống sự viên mãn về đức hạnh. Đức Phật là bậc đã viên mãn về trí tuệ, cho nên Ngài cũng dạy cho tất cả chúng sinh khác có cái sự viên mãn về trí tuệ như vậy. Và từ ấy, Đức Phật trong suốt 45 năm còn lại, Ngài đi giáo hóa, Ngài đi giảng dạy, Ngài đi thuyết pháp ở khắp mọi nơi, và đi đến đâu thì Đức Phật cũng thuyết giảng nên cái giáo pháp để hướng dẫn, để chỉ dạy cho mọi người từ bỏ việc ác, làm việc lành. Đó là cái đức hạnh mà Đức Phật
cũng là một cái bậc có cái giới hạnh như thế nào, thì Ngài cũng giảng dạy cho người khác có cái giới hạnh như vậy. Đức Phật giảng dạy cho mọi người ta biết về cái sự giữ giới, biết với một cái hạnh hãy sống thiểu dục chi túc, không có tham ái, không tham đắm, với cái hạnh buông xả, với cái hạnh thức tỉnh, với cái niềm tin, với cái sự tinh tấn, và với cái hạnh sống có chánh niệm, với cái hạnh sống có đa văn, với cái hạnh sống phải nghe giảng Phật Pháp, với cái hạnh là phải có cái tâm định tĩnh, phải có cái tâm thanh tịnh, phải phòng hộ các căn, với cái hạnh là phải biết hổ thẹn với những điều tội lỗi, với cái hạnh là phải ghê sợ những cái điều tội lỗi. Đó là những cái giới hạnh mà một vị Phật đã từng thực hành, và để Ngài trở thành một cái vị Phật chánh đẳng giác thì Ngài đã phải tích lũy những cái giới hạnh ấy, những cái đức hạnh ấy, không phải trong một đời một kiếp này, mà Ngài đã từng tích lũy, đã từng vun bồi những cái đức hạnh ấy nhiều đời nhiều kiếp. Ngài đã từng thực hành những cái hạnh bố thí, bố thí những cái tài sản vật chất của mình. Ngài đã từng bố thí cả những cái nội tạng trong thân thể mình. Ngài đã từng bố thí cả những cái mạng sống của mình vì cái lợi ích, vì hạnh phúc cho đời. Và với cái tâm nguyện rằng thật là lợi lạc cho ta, thật lợi ích lớn cho ta, trong cuộc đời bị ô nhiễm bởi san tham, ta an trú với tâm không có san tham. Ta bố thí với một cái tâm rộng rãi, với bàn tay rộng mở, mong có người đến xin, mong có người yêu cầu, hoan hỷ trong cái sự bố thí, vui thích được san sẻ. Khi mà bố thí tưởng niệm như thế để hoan hỷ trong cái hạnh bố thí ấy, khi mà giữ giới, những cái giới hạnh thì vì ấy luôn có cái tâm niệm rằng quả thật là hạnh phúc, quả thật là lợi ích lớn cho ta. Ta đã thọ trì những giới hạnh như vậy, những cái giới không sát sinh ấy, không trộm cắp, hay không tà dâm, hay không nói dối, hay không uống rượu ấy, hay là những cái giới hạnh hơn nữa, thì những giới hạnh ấy ta đã giữ gìn một cách trọn vẹn, ta đã không có cố tình phạm giới, ta đã không làm đứt giới, không làm nủng giới, không làm bể vụn giới, không làm ô nhiễm giới. Với cái sự hoan hỷ ấy, với những cái giới hạnh ấy, vì ấy an trú ở trong cái giới hạnh ấy. Và khi vì ấy sống bằng cái hạnh suốt ni tục trần, vì ấy biết rằng là ở cái thế gian, ở cái cuộc sống thế gian này thì có nhiều phiền não, có nhiều trói buộc, không thể nào giữ gìn những cái giới hạnh, không thể nào giữ gìn những cái đức hạnh một cách hoàn toàn viên mãn, một cách hoàn toàn thanh tịnh, một cách hoàn toàn trong sạch, một cách hoàn toàn trong trắng. Vì vậy, để mà giữ được những cái giới hạnh ấy một cách hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc, thì vì ấy có thể từ bỏ cái đời sống thế gian, vì ấy sẽ trở thành một cái người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì cái đời sống xuất gia thì thoát khỏi những cái sợi dây trói buộc, thoát khỏi những cái sợi dây ràng buộc, cái đời sống ấy tự do thanh thoát như con chim bay trên bầu trời, không vướng bận, không ràng buộc. Đó là cái sự tự tại, đó là cái sự suốt ni, đó là cái tâm xả ni cái đời sống thế gian ô nhiễm. Rồi cái vì ấy sẽ quán sát về cái sự tinh tấn, đoạn trừ những cái nỗi lầm đã phát sinh, tinh tấn để đoạn trừ những phiền não đã phát sinh, tinh tấn thực hành những cái thiện nghiệp chưa phát sinh thì tinh tấn làm cho phát sinh, những thiện nghiệp đã phát sinh rồi thì tinh tấn làm cho tăng trưởng cái sự nỗ lực ấy, sự tinh tấn ấy. Thì Đức Phật đã từng sống với, thể nhập với cái hạnh tinh tấn ấy, Ngài cũng dạy cho tất cả mọi người sống bằng cái hạnh tinh tấn ấy.
thì Đức Phật là một cái người sống có những cái đức hạnh về kham nhẫn, có những cái đức hạnh về nhẫn nhục, có những cái đức hạnh thản nhiên, không hận, không sân đối với sự mạ nị phỉ báng, đối với cái sự khinh thường, đối với cái sự chỉ trích, chê bai của những cái người không đồng tư tưởng, không đồng quan điểm, và kham nhẫn lại những cái sự mạ nị phỉ báng, kham nhẫn lại cả những cái sự đói khát nóng nạnh, kham nhẫn lại cả những cái nỗi khổ ở nơi thân tâm của mình. Và Đức Phật là một bậc viên mãn về cái đức hạnh kham nhẫn. Ngài cũng dạy cho mọi người hãy sống với những cái đức hạnh kham nhẫn ấy. Thì Đức Phật là một cái bậc viên mãn về cái hạnh chân thật. Ngài không có dối trá, không giả dối, và Ngài sống ngay thẳng. Ngài là một bậc chân chánh, Ngài là một cái bậc sống không lừa dối ai. Thì Đức Phật cũng dạy cho mọi người sống cần phải có cái hạnh chân thật như vậy, cần phải sống bằng cái sự ngay thẳng như vậy, cần phải sống bằng cái sự nghiêm khắc với chính bản thân mình như vậy. Người ta có thể nghiêm khắc với những người khác ở bên ngoài, như là một vị tướng quân trên chiến trường có thể chiến thắng ngàn ngàn quân địch. Đức Phật nói rằng dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch không bằng thắng chính mình, tự thắng mình tốt hơn, hơn chiến thắng tối là mới thực là chiến thắng tối thượng. Vậy thì cái người nào có cái sự nghiêm khắc, có cái sự nghiêm túc, có cái ngay thẳng, có cái chánh trực, là vị ấy nghiêm khắc với chính mình, ngay thẳng với chính mình. Với khi đang đi mà có những phiền não, những cái tham dục, dục tầm khởi lên, vị ấy đoạn trừ nó ngay khi đang đi hay đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Vậy khi có những sân hận khởi lên, khi đang đi, đứng, nằm, ngồi, vị ấy cần nhận diện nó và đoạn trừ nó khi đang đi, đứng, nằm, ngồi ấy, không để cho nó an trú, không để cho nó chế ngự, không để cho nó điều khiển cái nội tâm của mình. Tất cả những ô nhiễm khác, những phiền não khác, vị ấy cũng phải nghiêm khắc như vậy. Hay là cái hạnh về cái sự chân thật về, và Đức Phật là một bậc có viên mãn về cái sự quyết đoán, về cái sự quyết định. Khi mà đã khởi lên cái ý định làm một cái thiện nghiệp gì, thực hành một cái thiện pháp gì, vì ấy không nên do dự, không nên rụt rè, mà vì ấy cần phải thực hành cho viên mãn, thực hành cho thành tựu, không có dựng làm một cái việc tốt, không làm một cái việc thiện ấy một cách dở dang. Vì vậy, vì Đức Phật cũng dạy cho người khác cần phải có những cái quyết đoán như vậy, cần phải có những cái quyết định như vậy. Khi đã xác định là vị ấy giữ giới một ngày một đêm hay chọn một đời, thì vị ấy sẽ cần phải giữ giới một ngày một đêm ấy hay giữ giới chọn một đời ấy, cho dù có tổn hại đến tài sản, cho dù có tổn hại đến sức khỏe, cho dù có tổn hại đến mạng sống này, vị ấy cũng không phạm, vị ấy cũng không thối nuôi, vị ấy cũng không từ bỏ đối với cái con đường thanh cao, con đường chân chánh mà mình đã lựa chọn ấy. Thì Đức Phật là bậc đã viên mãn về cái hạnh từ tâm, không hận, không sân. Cho nên Đức Phật cũng dạy mọi người cần phải phát khởi, cần phải tăng trưởng, cần phải thực hành cái hạnh từ tâm ấy với cái sự mong muốn cho mình được an vui, mong muốn cho mình không có những cái nỗi khổ đau về thân tâm, không mong muốn cho mình không có những cái hiểm nguy về chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Thì mình cũng mong muốn cho mọi người như vậy, mong muốn cho tất cả những người yêu quý, mong muốn cho tất cả những người thường và những người oán ghét đều có được cái sự an vui, đều chấm dứt khổ đau như vậy. Thì đấy là cái hạnh từ tâm mà Đức Phật có. Đức Phật cũng chỉ dạy cho mọi người cái hạnh từ tâm như vậy. Với Đức Phật là một bậc có cái tâm không có tham ái, không có tham đắm, có cái hạnh buông xả, thì Đức Phật cũng dạy cho mọi người
sống cần phải có cái xả tâm như vậy, không có dính mắc, không có vui buồn, không có yêu ghét với ai ở đời. Thì Đức Phật là một bậc có những cái trí tuệ giác ngộ, có giác ngộ về các sự thật như thế nào thì Đức Phật cũng truyền giảng, cũng giảng dạy cho mọi người có được cái trí tuệ như vậy. Đức Phật là bậc có giới hạnh, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, thì Ngài cũng dạy cho mọi người những cái pháp môn để mọi người có giới hạnh như vậy, để mọi người có cái tịnh tâm như vậy, để mọi người có cái tri kiến như vậy, để mọi người có được cái sự giải thoát như vậy, để cho mọi người có được cái sự chấm dứt khổ đau như vậy. Thì đấy, vì những cái đức hạnh như vậy cho nên là tất cả thế gian, tất cả cái cõi nhân gian và thiên giới tôn thờ Đức Phật, kính trọng Đức Phật, cung kính Đức Phật, cúng dường Đức Phật, tưởng nhớ Đức Phật, tri ân Đức Phật, tin tưởng Đức Phật, học theo hạnh của Đức Phật để phát triển cái trí tuệ, để noi theo cái gương của Đức Phật, để đạt đến cái sự giác ngộ, để đạt đến cái sự giải thoát cho chính bản thân mình, đi theo cái con đường mà Đức Phật đã đi và đạt được những cái thành tựu, những cái kết quả, những cái viên mãn được những cái đức hạnh và viên mãn được tất cả những cái trí tuệ giác ngộ giống như Đức Phật. Thì đó là khi mà mình hàng ngày thực hành giáo pháp, học theo lời dạy của Đức Phật, và khi Đức Phật nhập Niết Bàn cũng là vào cái ngày rằm tháng 4 âm lịch, trải qua 45 năm hoằng pháp vậy, đến cái ngày cuối đời thì Đức Phật đi đến cái thành Kusinara dưới hai cái hàng Sa La Song Thọ. Thì ở nơi ấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Và lúc ấy thì có các cái vị chư thiên đã rải hoa ngập trời để cúng dường Đức Phật. Và Đức Phật đã nói với các đệ tử rằng: chư thiên cúng dường hương hoa vô số kể, nhưng sự cúng dường ấy chưa phải là tối thượng, chưa phải là tối thắng, chưa phải là thù thắng nhất. Mà cái người nào có cái sự thực hành giáo pháp của ta, thực hành về giới, thực hành về định, thực hành về tuệ, thành tựu được cái sự giải thoát, chấm dứt được cái sự khổ đau, thì đó mới là cái sự cúng dường tối thượng nhất, đó mới là cái sự cúng dường thù thắng nhất, đó là cái sự cúng dường vi diệu nhất. Vì vậy nên cái sự thành kính, mình tưởng nhớ, mình tri ân, mình cung kính, mình cúng dường nên Đức Phật, có thể mình thể hiện bằng cái sự dâng hương hoa, đăng trà quả thực để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà cái mong muốn của Đức Phật đó là mình hãy cúng dường bằng cái sự nỗ lực thực hành giới định tuệ của mình. Người nào có cái sự thực hành giới định tuệ sẽ tạo ra công đức lớn, sẽ tạo ra phước đức lớn, sẽ tạo ra cái trí tuệ giải thoát lớn cho chính bản thân mình. Và đó sẽ là cái di nguyện, đó là cái tâm nguyện, đó là cái mong muốn của Đức Phật, là mình hãy cúng dường Đức Phật như vậy. Thì để kỷ niệm những cái ngày mà Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tất cả những người con Phật trên khắp Nam Châu đều có cái tâm thành kính, đều có cái tâm cung kính, đều đảnh lễ, đều cúng dường, đều để tưởng nhớ, để tri ân Đức Phật. Thì mình cần tưởng nhớ tri ân Đức Phật bằng chính cái sự thọ trì giáo pháp của mình, bằng sự cái thực hành giáo pháp của mình, bằng cái sự chứng ngộ giáo pháp của mình, thì đó mới là cái sự thành kính nhất, đó mới là cái sự tri ân tốt nhất đối với Đức Phật. Thì cái ngày rằm tháng tư âm lịch hàng năm đó là cái kỷ niệm ba cái sự kiện Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, để cho mỗi người mình hồi tưởng lại, để mình tưởng nhớ lại cuộc đời của Đức Phật, tưởng nhớ lại đức hạnh của Đức Phật, tưởng nhớ lại cái trí tuệ của Đức Phật, để mình noi theo cái tấm gương về đức hạnh và trí tuệ ấy, để mình tự viên mãn đức hạnh và tự viên mãn cái trí tuệ giác ngộ cho chính bản thân mình.
thì đó là ý nghĩa của cái ngày Phật Đản, của cái ngày lễ Vê Sắc, của ngày lễ Tam Hợp rằm tháng 4.